Xin chào các anh chị. Đây, hôm nay em quay cho anh chị xem cái mẫu bầu dục nhì đáy nứa. Bầu dục nhì đáy nứa đôn đế. Mẫu này bầu dục nhì đáy nứa đôn đế, mẫu này là size 35 25 nha. Phủ quay là 35, ví dụ này là 25. 25 35 cao từ miệng. Từ đáy miệng là khoảng cỡ 8 cm, cao đến phủ quay là khoảng cỡ 30. Đây là một dòng giỏ trung và có thể đựng được nhiều to, có thể xếp cao tại vì nhờ có cái quai để có thể nâng đỡ. Cái mẫu này thì có đôn rồi nên làm nó sẽ được nhanh hơn. Là một màng co phù hợp với nó là màng co đây, hiện tại em đang thử là màng co 55 55 55, các ép bỏ đầu nha. Anh chùm từ trên xuống, có thể cái ví dụ như có một số anh chị thì gói cao hơn thì mình có thể kéo lên cao hơn một chút. Đây là em kéo cho nó gọn lại để làm cho nó phù hợp anh chị nhìn thấy. Size 35-25 đôn đế. Quai này là quai nhựa, quấn nhựa, ở trong là tre nhựa. Ép màng co ép bao đầu 55 nha, là phù hợp với nó. Chứ màng co 50 thì hơi chặt không vừa được, 60 thì hơi rộng quá. Đấy. Em gửi cho các anh chị xem tham khảo. Thì cái đợt này á thì cũng có nhiều anh chị á là nói là cứ giỏ thì cứ nên là thử cái màng co vô để anh chị, các anh chị xem nó phù hợp. Ngày trước á thì mấy cái mẫu này á thì làm hàng chưa có bo đầu, màng co chưa có bo đầu, giờ em bo đầu rồi thì em gửi cho các anh chị xem. Nếu mà chúng ta kéo kịch cái quai nó xuống cho nó đụng vô cái quai đây thì làm nó lại nhanh hơn được một chút, nó đỡ mất cái tay này. Còn nếu mà cái tay này nó dư thì mình cò cho nó dẻo, nó nóng chạy ra rồi mình kéo ra phía sau để xử lý nha. Rồi gửi các anh chị xem tham khảo, nếu anh chị thấy hay hữu ích thì có thể like share giúp em cái thông tin về giỏ hay phụ kiện để làm giỏ quà trái cây. Mùa này tháng 7 tháng 8 thì mùa này là giỏ quà trái cây là chủ đạo, còn vừa bắt đầu tháng 10 thì chủ yếu là quà Tết. Gửi các anh chị nếu mà quà Tết thì chúng ta có thể kéo này cao hơn, làm cao lên hơn một chút. Rồi em gửi các anh chị thông tin tham khảo. Em Phan Khôi xin chào và hẹn gặp lại.